Sáng 4 tháng 12 năm 2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đã chính thức trình Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Quốc khánh năm 2022. Theo ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội, đầu tháng 10 năm 2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã gửi dự thảo đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội đến các bộ ngành, các cơ quan liên quan. Đến nay, 16 bộ ngành, cơ quan đều đồng thuận với phương án nghỉ Tết 9 ngày mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất. Cụ thể, theo Bộ Luật Lao động, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Với Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, người sử dụng lao động lựa chọn 1 ngày trước Tết và 4 ngày đầu sau Tết hoặc 2 ngày trước Tết và 3 ngày đầu sau Tết. Như vậy, công chức viên chức nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 với 5 ngày liên tục, từ thứ Hai, ngày 31 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày thứ Sáu, ngày 4 tháng 2 năm 2022. Tức là ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng việc bố trí này nhằm đảm bảo việc hài hòa nghỉ trước và sau Tết. Do lịch nghỉ Tết liền kề với ngày nghỉ cuối tuần trước và sau Tết, công chức và viên chức sẽ có 9 ngày nghỉ trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, gồm 5 ngày nghỉ theo Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần trước sau Tết. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, căn cứ vào điều kiện thực tế, lịch nghỉ đối với công chức viên chức và quy định của luật lao động, doanh nghiệp sẽ chủ động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán. Việc thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động phải trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Tuy nhiên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết cho người lao động như quy định đối với công chức viên chức. Với dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2022, theo tờ trình công chức viên chức nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó nghỉ ngày Quốc khánh 2 tháng 9 và một ngày liền kề trước. Với phương án này, công chức viên chức sẽ được nghỉ trọn vẹn trong tuần, không phải sang ngày thứ hai của tuần sau và tránh việc phải bố trí nghỉ bù. Với khối doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động được quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, gồm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 và một ngày liền trước hoặc sau. Bên cạnh đó, theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ 1 ngày vào Tết Dương lịch. Năm 2022, lịch nghỉ Tết Dương lịch trùng vào thứ Bảy là ngày nghỉ cuối tuần. Do đó, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 3 tháng 1 năm 2022. Như vậy, trong dịp này, người lao động cả nước có kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục.